Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu một cầu thường. Và trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu về giá bán cũng như là các phiên bản về của Fortuner hiện tại. Fortuner hiện tại thì có cả xe lắp ráp trong nước là 5 phiên bản máy dầu và 2 phiên bản máy xăng là 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Thì em xin phép giới thiệu đầu tiên là về từ đầu đến cuối đi, là nhập khẩu trong nước trước. Thì trong thời điểm hiện tại là xe lắp ráp trong nước đang được giảm thuế, nên là cái lượng khách hàng quan tâm đến xe lắp ráp trong nước khá lớn. Lắp ráp trong nước thì có 5 phiên bản máy dầu, lần lượt là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 995 triệu, phiên bản số tự động một cầu số tự động thường trên mặt chúng ta đây có giá niêm yết là 1.080.000, và phiên bản cao cấp hơn của một cầu số tự động là phiên bản 2.4 Legender, thì nó khác về cái ngoại hình và một số option khác như là cốp điện đá cốp Kama 60 và ngoại hình. Phiên bản tiếp theo là có giá niêm yết là 1.195.000, còn tiếp theo là phiên bản 2 cầu thường là 1.388.000, và phiên bản tiếp theo là 2 cầu cao cấp Legender là 1.426.000. Thường thì nếu mà đã lên đến bản 2 cầu cao cấp thì khách hàng đa số sẽ chọn phiên bản Legender, bởi vì là cái số tiền chênh lệch không quá nhiều mà cái ngoại hình sẽ khác biệt hẳn. Còn về cái bản một cầu số tự động này thì cân đối, bởi vì là chênh nhau về tiền là 115 triệu. Còn em xin phép là cập nhật cái giá bán cho anh chị. Trong thời điểm tháng 2 đầu tháng 3 thì phiên bản một cầu số tự động trước mặt chúng ta đây thì được giảm lên đến 23 triệu tiền mặt, và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu Legender thì cũng có cái hỗ trợ tương ứng. Còn phiên bản hai cầu số tự động Legender thì được khuyến mại nhiều hơn, là giảm cho anh chị 45 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn các cái phiên bản tiếp theo như là phiên bản máy xăng, hai phiên bản máy xăng này, cũng như là phiên bản máy dầu một cầu số sàn và phiên bản máy dầu hai cầu thường, thì em sẽ xin phép báo giá cho anh chị cụ thể hơn, bởi vì chiếc xe đấy nó về khá ít ấy. Nếu anh chị nào có nhu cầu liên hệ với em sẽ báo giá cho anh chị cái thời điểm hiện tại. Cũng ngoài ra thì cái anh chị lưu ý giúp em là cái Fortuner này thì giá cũng sẽ thay đổi khá nhiều ấy. Em xin phép báo giá thời điểm hiện tại thôi, còn nếu mà khi nào mà giá biến động như nào thì anh chị có thể liên hệ giúp em sẽ báo giá nó sát hơn cái thời điểm. Bởi vì là cái thông tin về xe, các hạng xe không chỉ riêng Toyota ấy, sau khi ra Tết này đang bị thiếu mất nguyên vật liệu và cụ thể là chip, nên là cái lượng xe về không nhiều, cái lượng xe về đại lý không nhiều, nên là cái giá sẽ biến động khá mạnh. Và ngoài ra thì là cũng còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa là hết cái hỗ trợ về thuế trước bạ. Thì anh chị lấy những xe ví dụ như là Fortuner này thì anh chị lấy thời điểm hỗ trợ thuế trước bạ thì được rẻ 50 đến 60 đến 70 triệu đồng hỗ trợ thuế, thì nên là nó cộng hưởng hai yếu tố lại nên là giá sẽ biến động khá mạnh. Anh chị cần phiên bản nào, cần màu gì, cũng như là nhu cầu khi nào lấy thì em sẽ báo giá cho anh chị cái giá nó ok hơn. Ngoài ra thì xe Fortuner bên em hỗ trợ là tối đa trả góp lên đến tối đa 80% giá trị xe. Có nghĩa là ví dụ chiếc xe trước mặt chúng ta đây là Fortuner máy dầu một cầu số tự động bản thường, có giá niêm yết là 1.080.000, thì anh chị chỉ cần trả trước hoặc là 216 triệu để lấy chiếc xe này về, để sau là đến chiếc xe này, và cộng với 54 triệu tiền thuế là 270, thì ra biển khoảng tầm 275 đến 280, là anh chị có thể mang chiếc xe này ra khỏi đại lý đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm. Và các chiếc và những cái dòng xe khác thì cũng tương tự như vậy, công thức tính nó cũng tương tự như vậy, nên là anh chị nào cần em tư vấn thêm cũng như gửi cho anh chị cái bảng kê trả góp chẳng hạn, có thể là liên hệ giúp em qua số online ở trên màn hình. Em xin phép là cụ thể tư vấn cụ thể hơn cho anh chị, và xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.